Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hàng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân. Qua câu nói này thì giáo hội hiểu rằng việc rao giảng loan báo tin mừng của giáo hội là rao giảng về chức, về mầu nhiệm chức Kitô chết và sống lại. Chúng ta quen gọi là mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm vượt qua tức là cái chết và cuộc sống lại của chức Kitô được coi là trung tâm, là tột đỉnh của cả con người, cuộc sống của Chúa Kitô. Nói cách khác đơn giản hơn là con Thiên Chúa làm người để chết và sống lại. Và vì thế rao giảng Chúa Kitô thì trước hết phải rao giảng rằng người đã chết và đã sống lại. Mà làm sao rao giảng được như thế? Thưa anh chị em, tất cả mọi người chúng ta, người Kitô hữu đó, đã chịu thánh tẩy. Chịu thánh tẩy là như thế nào? Thưa, chịu thánh tẩy là được dìm vào trong cái chết của Chúa Giêsu Kitô và được sống lại với Chúa phục sinh. Chúng ta sinh ra từ trung tâm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sinh ra từ mầu nhiệm vượt qua, cho nên con người Kitô hữu chúng ta từ bản chất đã là một lời chứng về Chúa Kitô Đấng đã chết và sống lại. Sống đời Kitô hữu là sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Sống ơn thánh tẩy cũng thế. Nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi ngày chúng ta cố gắng chết đi cho tội lỗi, cho trần gian, cho những thú vui đời này, cho xác thịt, cho ý riêng của mình. Để làm gì vậy? Để sự sống của Chúa phục sinh lớn lên trong chúng ta. Sự sống đó như một hạt giống mới nảy mầm trong bí tích thánh tẩy. Và thời gian sống của người Kitô hữu là thời gian để người đó cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần mà làm cho hạt giống thánh tẩy, hạt giống sinh ra
từ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô lớn lên. Trên sống ơn thánh tẩy, thưa anh chị em, là sống đời Kitô hữu. Sống đời Kitô hữu là sống cái chết của Chúa Kitô và sống sự phục sinh của Chúa Kitô. Khi một người Kitô hữu sống cái mầu nhiệm vượt qua trong cuộc sống của mình thường ngày, như tôi vừa nói, họ trở thành chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Bây giờ mỗi người chúng ta tự hỏi xem, tôi có hiểu như thế không? Tôi có hiểu được rằng cái ơn gọi của tôi đó là cùng chết với Chúa để cùng sống với Chúa không? Trong cuộc đời Kitô hữu chúng ta, thánh lễ là cái việc cao quý nhất, quan trọng nhất và là cốt yếu của đời sống chúng ta. Mà thánh lễ là cái gì? Là cử hành cái chết và cuộc sống lại của Chúa Kitô. Khi chúng ta lên rước lễ là đón nhận lấy Chúa Kitô đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Chúng ta sống với Chúa Kitô phục sinh để làm gì? Để cùng với Chúa Kitô phục sinh, chết dần cho tội lỗi, cho thế gian, cho xác thịt, cho thú vui, cho mọi cái, mọi người ở đời này, để mỗi ngày thuộc về Chúa Kitô hơn trong cuộc sống mới của người. Một lần nữa tôi muốn hỏi anh xem rằng chúng ta có ý thức được điều đó không? Chúng ta chỉ biết đi lễ, rước lễ, đọc kinh thôi, mà không hiểu cái mầu nhiệm sâu xa trong vấn đề thánh lễ, rước lễ. Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay, cái sứ điệp quan trọng nhất trước khi rời bỏ các tông đồ và không bao giờ Ngài xuất hiện công khai nữa cho tới ngày quang lâm. Sứ điệp quan trọng đó là phải nhân danh người, nhân danh cái đấng đã chết và sống lại đó để mà loan báo, kêu gọi người ta sám hối. Mà từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất, nhưng mà chúng ta đâu có loan báo được. Bởi sao? Chúng ta không biết rằng mình có cái sứ mệnh đó. Mình không biết rằng cái ơn gọi Kitô hữu là sống cái mầu nhiệm vượt qua đó. Và người Kitô hữu đi đến đâu thì cuộc di chuyển của họ trở thành lời chứng của Chúa phục sinh trước mặt mọi người. Thường chúng ta chả để ý gì cái chuyện đó, chỉ biết đi lễ đọc kinh thôi, không gì khác hơn. Hôm nay đề nghị anh xem nhìn lại đi, nhìn lại cái ơn gọi Kitô hữu của mình, ơn gọi bắt nguồn từ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, và ơn gọi sống cái mầu nhiệm vượt qua đó trong cuộc sống thường ngày của mình, và để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Nhưng thưa anh chị em, cái bài tin mừng hôm nay đó, đó mới chỉ là chỉ thị của Chúa Giêsu phục sinh. Các tông đồ chưa ra đi loan báo, chưa làm gì hết, chỉ thị của sinh. Bởi sao? Phần thầy sẽ ban cho anh em điều Thiên Chúa đã hứa. Hôm nãy trong sách Công Vụ Tông Đồ cũng nhắc lại điều Thiên Chúa hứa, tức là Chúa Thánh Thần. Rồi Chúa Giêsu nói với các tông đồ: còn anh em đó, anh em hãy ở lại trong Thầy cho đến khi nhận được quyền năng từ trời xuống. Đây là một cách nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là quyền năng Thiên Chúa đấy. Thành thử ra hôm nãy, từ nãy giờ chúng ta nói với nhau, ta không ý thức sống cái mầu nhiệm vượt qua, không làm chứng về mầu nhiệm vượt qua,
bởi vì chúng ta chưa đủ Chúa Thánh Thần trong mình. Chúng ta chưa lãnh nhận Thánh Thần đầy đủ, cho nên chúng ta không thấy rõ ơn gọi của mình, không thấy rõ trách nhiệm của một Kitô hữu là loan báo Chúa Kitô chết và sống lại. Mà chúng ta không đón nhận Thánh Thần đủ là tại sao? Thưa, là vì chúng ta sống theo tính xác thịt tự nhiên nhiều quá, nhiều quá. Thánh Phaolô nói rằng thần khí và xác thịt kình địch nhau khiến chúng ta không làm được điều chúng ta muốn. Nói đơn giản hơn, Thánh Phaolô muốn nói rằng khi mà chúng ta dẹp bớt tính xác thịt tự nhiên của mình thì thần khí lớn lên trong chúng ta, mà ngược lại chúng ta sống theo tự nhiên xác thịt của mình. Thí dụ, thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích chơi thì chơi, thích nói thì nói, thích làm thì làm, thích đi đâu cứ mình tự ý mình làm tất cả mọi chuyện. Rồi có người nói là tính tôi nó như vậy, thích la lối thì la lối, không thể im lặng, vân vân. Thì cái đó là tự nhiên, tự nhiên xác thịt. Mà người sống theo tự nhiên xác thịt như vậy thì không có thần khí, hay thần khí không lớn lên được trong họ. Thần khí đây là Chúa Thánh Thần, mà vì Chúa Thánh Thần không lớn lên được cho nên chúng ta không ý thức sốc màu nhiệm vượt qua, và không ý thức làm chứng về Chúa Kitô đã chết và sống lại. Vậy thì sao thưa anh chị em? Tuần tới này chúng ta sẽ cử hành lễ hiện xuống. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần từ ngày chịu thánh tẩy, và đặc biệt trong ngày lãnh bí tích thêm sức. Nhưng từ ngày đó đến giờ đó, tôi vừa nói đó, thần Chúa Thánh Thần không lớn lên được trong chúng ta vì chúng ta cứ sống theo tính tự nhiên xác thịt của mình, theo ý riêng của mình đó, cho nên Chúa Thánh Thần không thể làm gì được cho chúng ta cả. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tuần tới cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mà bài sách Công Vụ Tông Đồ nói là sẽ được rửa trong Thánh Thần, tức là chúng ta chìm ngập trong Thánh Thần để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành một con người mới, con người mới giống như Chúa Kitô phục sinh, để chúng ta hiểu và sẵn sàng ra đi sống và làm chứng cho Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Vì thế bây giờ tôi đề nghị một cách cụ thể hơn, bắt đầu từ ngày hôm nay, ít nhất ngày trong một tuần này đó, ngày nào chúng ta cũng tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần đến, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến với chúng con, không cầu xin cho mình mà thôi, đến trên gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, đến trên hội thánh, đến trên toàn thể nhân loại và vạn vật hoàn vũ. Chúa Thánh Thần phải đến với tất cả mọi người, mọi vật, cả trời đất trăng sao, để biến đổi tất cả, để biến đổi tất cả. Cho nên chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần đến. Và một trong những cách tha thiết cầu xin Thánh Thần đến một cách hiệu quả, thưa anh chị em, cố gắng dẹp bớt cái tính tự nhiên xác thịt của mình. Không những cố gắng chữa bớt tội lỗi, dẹp bớt những cái xác thịt, nghĩa là cái gì? Tôi không làm theo tự nhiên nữa. Tôi cũng ăn, nhưng mà tôi ăn với Chúa. Tôi cũng đi ra ngoài gặp gỡ những người kia, tôi đi với Chúa. Tôi làm việc này việc kia, tôi nghỉ ngơi, mệt nhọc tôi nghỉ ngơi, tôi nghỉ ngơi vì Chúa. Tôi làm việc vất vả với Chúa, luôn luôn có Chúa Giêsu ở với mình,
thì lúc đó chúng ta không sống theo tính xác thịt nữa, mà lúc đó chúng ta được thánh thần đến. Mỗi lần như vậy cùng với Chúa, vì Chúa, cho Chúa, thì Chúa Thánh Thần bắt đầu lớn lên trong chúng ta. Tôi vừa giúp anh chị em chuẩn bị cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong tuần tới. Anh chị em vui lòng nhớ kỹ. Ngoài ra chúng ta cũng nên năng khẩn nguyện lễ Chúa Thánh Thần xin ngự đến với chúng con. Rất nhiều lần như thế. Hôm rồi có một em bé gái, nó lớp 11, nó đến xưng tội với tôi. Rồi nó mới hỏi rằng: "Cha chỉ cho con biết cách cầu nguyện thế nào." Thì tôi nhớ lại trong một cuốn sách tu đức, người ta nói rằng nếu người ta hỏi bạn phải cầu nguyện như thế nào đó, bạn đừng dạy người ta phương pháp này, cách thức kia, kinh này kinh khác không. Bạn chỉ bảo người ta rằng hãy cầu xin Chúa Thánh Thần. Bây giờ tôi cũng muốn nói với anh chị em như vậy. Hãy khao khát cầu xin Chúa Thánh Thần, ngày đêm lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con. Khao khát càng ngày càng cầu, ngày đêm lúc nào nhớ đến cứ cầu trong suốt tuần này như vậy. Đến với chúng con nghe đó, chứ không phải đến với con mà thôi, đến với chúng con tất cả mọi người. Thế thì Chúa Thánh Thần khi đến rồi, chúng ta sẽ biết cách cầu nguyện, biết cách sống đẹp lòng Chúa, biết cách để loan báo tin mừng, biết cách, nhất là biết cách để sống yêu thương mọi người. Bởi vì Thánh Thần ban đầy tràn tình yêu cho tất cả các ai đón nhận người, có người ở với. Một lần nữa xin phép nhắc lại, chúng ta hãy bắt đầu từ bây giờ này, ngày đêm cứ mỗi lần nhớ tới lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con.